Chào cả nhà, ngày hôm nay làm buổi chiều thì mình sẽ dẫn mọi người ra hái cái rau salad của mình, và bắt đầu chút xíu nữa mình sẽ vô mình nấu cái món cua lột chiên giòn. Bây giờ mình sẽ cắt nha mọi người. Đó. Bữa này lá nó cứng. Cái lá vàng này cắt không anh? Ừ. Sao cái bẹ bên đây nó nhỏ vậy? Được không? Wow. Bạn thấy không? Cái bự dày nó bữa nay. Mình càng ăn cái nó sẽ dày lên từ từ. Đó. Tính ra là chồng cái này cỡ hai bịch hả anh? Hai bịch giống đúng không? Không có nửa bịch à. Đó ha, các bạn thấy nửa bịch hạt giống mà mình trồng được rất là nhiều, mà mình ăn á hả, nhiều mùa nhiều bữa lắm rồi đó, mấy ba đợt rồi đó mọi người, 3-4 đợt kìa đó mọi người thấy không, rất là đẹp luôn mình. Cái loại ngoài chợ á, là cái loại mà bẹ dúng nguyên một bụi, còn cái bẹ dúng này là bẹ dúng cây dài, cho nên nó hả các bạn thấy à. Đó ha. Có nhiều người, có anh cái anh kia anh hỏi là sao mà cái xà lách của mình nó không có thành nguyên một bụi mà nó cao quá vậy. Tại cái loại này của mình là nó dài, còn cái bẹ mà nguyên một bụi á là nó khác nữa. Năm sau mình mua cái loại bẹ một bụi mình trồng đi anh. Nó lên ít, không có lên cao như thế này. Cái này lên cao quá nhiều khi gãy. Bạn thấy không, cắt sơ sơ nhiêu đây à, em nghĩ nhiêu đây được anh ơi, bên đây luôn hả, nhiều quá em sợ ăn hết hư của gãy hết rồi, mưa xuống. Rồi bắt đầu mình sẽ qua mình bẻ rau thơm vào đây. Rau thơm của mình không? Nè. Ôi giờ này cắt rau thơm chắc mũi cắn chết luôn á. Mũi nó ra. Trong gốc cũng nhiều rồi. Cái đọt cao. Thơm quá, khi cắt nó ra mùi thơm quá. Anh cầm. Wow. Cao hết trơn luôn mọi bạn. Mọi người á, cái rau thơm này mọi người cắt, mọi người đừng có tiếc, đừng có cắt ít, mọi người cắt lại cái đọt nó đi, xong rồi nó sẽ ra cái mới. Rồi. Đây là húng lủi nè các bạn ha. Rất là thơm. Mình cắt nhiêu đây mình sẽ qua bên kia. Bạn thấy cái bụi húng lủi của mình không? Bữa trước mình có quay cho mọi người xem á, là mình đã cắt hết một lần rồi. Bữa nay nó ra nữa. Y cái cây ớt của anh nè, chút xíu nó cắt cái ớt của anh nè. Cái phần này á, ông xã mình ông dành ông chăm không à, cho nên mình không có cần chăm. Cứ thích là ra bẻ ăn thôi, khỏi cần chăm gì hết trơn á. Có người lo rồi. Rồi. Mình cắt như đây thôi các bạn. Tại vì nhiều quá sợ ăn hết. Nè. Sơ sơ mình có được rổ rồi nè. Bây giờ mình sẽ bẻ thêm cái phần cái này là cái gì anh? Cái này là cái gì ta? Rau thơm, đúng không? Rau thơm. Cũng rau thơm, rau quế gì của nó đó. Quế, quế.
loại quế. Cái loại quế nè các bạn, bữa nó lên có một cây à, mà bữa nay nó ra nè các bạn thấy không? Nhiêu đây đủ rồi. Rồi mình còn rau nào nữa không anh? Còn. Đâu? Bên kia. À, cái phần chắp cá bên đây nè các bạn. Cái này sao nó không có tốt gì chân nha anh? Mới cắt mà. Bên kia là bên gốc. Cái này mới cắt bữa chị Loan cắt mới đem cho bà vợ của chị Loan á. Cái độc bí này cắt lộn mà cắt luôn nó. Qua gốc bên kia rồi, gốc bên kia quá trời. Các bạn biết không, mình thích ăn cái loại da cá mà cái thân nó hơi nâu nâu, nó trắng vậy nè. Chứ mình không thích ăn cái loại màu tím. Loại màu tím ăn nó tanh lắm. Mình sẽ qua đây mình bẻ thêm. Đây nè mọi người, bên gốc bên đây nó già nè các bạn. Bạn thấy nó già, nó chỗ bông hết rồi không? Rau thơm á, không thể nào thiếu mấy cái rau chấp cá này. Mình ăn mình gói được, chiên hay là nướng được đó, là mấy cái rau chấp cá này nó làm cho cái đồ ăn của mình nó ngon hơn. Rồi ok vậy thôi, đủ rồi. Muối cắn. Các bạn ơi, mình định là đi vô nhưng mà mình thấy hai cái cây rau tía tô của ông xã mình nó cao rồi nè các bạn. Mình cắt đọt luôn. Cắt đọt anh ha. Ừ. Đây các bạn. Cái lá nó bự rồi nè. Mình cắt đọt cho nó ra cái mới. Có cây này bự, có cây gốc bên này bự nè. Nè các bạn thấy không, nó bự ghê không? To dễ sợ luôn. Kìa. Qua đây các bạn. Anh quay cái cây sát vô. Mọi người thấy cái cây không? Lá nó to ghê không các bạn? Thấy không? Ngày hôm nay mình sẽ cắt ngang trên đây luôn anh, hay là cắt ở dưới? Cắt ngang ngay đây luôn ha. Ừ. Đây mình cắt luôn nè mọi người. Đó, bạn nhìn ơi, mê chưa? Rồi mình sẽ cắt tỉa thêm cái phần đọt này để mình vô mình ăn. Nhà hầu như ai cũng thích ăn lá tía tô. Cái lá tía tô này thật sự là nếu như gói có bánh xèo là hết sảy rồi. Rồi xong rồi, bây giờ mình quay hết cái mặt này mà các bạn thêm nè, xong rồi nè, mình bẻ được cả một rổ rau luôn nè mọi người. Rồi đi vào thôi. Giờ mình bắt đầu rửa rau rồi các bạn. Các bạn xem không, cái phần rau á nhìn nó tươi ngon dễ sợ, các bạn thấy không? Đó đây. Bạn nhìn là cái lá mà húng lưỡi nó cũng rất là bự, các bạn thấy không? To dễ sợ. Đó. Là mình đã chuẩn bị cua xong rồi đó bạn. Các bạn thấy cua lột không? Cái hồi nãy mình chưa có quay cua lột cho mọi người ha. Đây. Đó, các bạn thấy nó mềm không? Nó mềm như vậy nè. Đó, mà loại này là loại bự các bạn. Đó, thấy không? Bây giờ đã đông xong rồi. Đây, cua nhúng vô trứng. Rồi bắt đầu mình vớt ra, bắt đầu mình nhúng vô bột. Chiên.